Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Nói chung là mấy hôm nay mình bận của các bạn, mình bận việc học với lại là gói hàng đồ cho các bạn ở xa. Đấy, rất là nhiều mất thời gian luôn. Vì thế là không có ra một cái video nào hết cho các bạn xem được. Đó. Vì thế là các bạn hết sức là thông cảm cho mình nha. Đó. Và hôm nay mình sẽ là quay cái shop cho các bạn xem nha. Đầu tiên thì cái quạt này mình sẽ để qua nha các bạn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật xem là shop mình nó còn những cái gọi là cái sản phẩm nào đó, để mà các bạn nào cần mua hàng thì có thể gọi là xem cái video này và chụp màn hình lại nha, và gửi vào fanpage giùm mình đó. Còn các bạn nào mà không có mua hàng đó, thì có thể xem video này cho vui thôi cũng được đó, không sao hết. Rồi, đầu tiên đây chính là cái mẫu lồng ngũ sắc nha các bạn. Đây, cái mẫu này thì nói chung là khá là quen thuộc đối với các bạn rồi đúng không? Đó, nó vẫn có combo chiến ăn bình nước rồi thôi. Và cái mẫu đó thì nuôi khoảng một con là vừa nha, hai con khá là chật. Còn đây là cái mẫu lồng mini. Cái mẫu này thì nói chung là để dành tách thôi nha các bạn. Tách con đực ra khi mà con cái nó đang nuôi con á thì cũng khá là ok. Hoặc là vận chuyển cũng được. Vận chuyển thì nói chung thì các bạn lót các sang nha, chứ đừng có lót mùn cưa. Lót mùn cưa thì vận chuyển gió đồ á thì nó sẽ dễ bay mùn cưa, vì cái đế nó khá là thấp. Rồi, qua bên đây chính là cái mẫu lồng hoàng tử, nhưng mà cái loại nhỏ thôi. Đó. Cái mẫu này thì theo mình thấy á thì các bạn nuôi một bé thì nó sẽ rộng, còn hai con thì nó cũng được nhưng mà khá là chật. Đó, cái mẫu này thì nó có chén ăn nè, queo, bình nước và một cái nhà như thế này để có cầu tuột luôn. Đó, cho mấy con chuột nó tuột lên tuột xuống được chơi. Rồi, trong này có cái màu hồng. Đấy, một mẫu màu hồng. Qua kế bên thì chúng ta sẽ có một cái mẫu lồng, đây là mẫu lồng gì mình cũng quên mất cái tên rồi, nhưng mà nó khá là rộng. Các bạn có thể nuôi khoảng một con bia được á. Đó, một con bia thì nó sẽ khá là rộng, hai con cũng được nhưng mà nó khá là chật. Còn Winter White thì có thể nuôi hai cặp rất là rộng luôn. Đó, có chiến ăn bình nước nhà rồi luôn. Trên này thì cái mẫu lồng tiết nha các bạn. Lồng tiết thì cái size nó cũng bằng với cái mẫu lồng hoàng tử nhỏ thôi, nhưng mà cái kiểu nó khác một tí. Cái nhà nó sẽ như thế này. Đấy, có bình nước, chén ăn, queo, cầu tuột, các thứ các kiểu luôn nha. Đấy, nói chung là các bạn mua về và để mấy con chuột vào nuôi thôi, chứ không cần mua thêm gì hết đó. Rồi, qua bên này thì ok, và xích qua bên này một tí thì chúng ta sẽ có cái mẫu lồng 2 tầng nha các bạn. Đó, cái mẫu này là loại lớn nha, chứ không phải là loại nhỏ, nó có 2-3 loại lần. Loại này là lớn. Những cái lồng này thì nói chung là mình chưa có ráp, mình để dành gửi cho những bạn nào ở xa thì mình để nguyên như thế này. Đấy, để gửi, mình có ráp sẵn mấy cái kia để ở nhà bán. Còn đây là cái mẫu lồng hoàng tử nhưng mà loại lớn. Đó, bên kia có loại nhỏ thì phải có loại lớn. Cái loại lớn này thì mình thấy nó khá là rộng, các bạn có thể nuôi được một con bia hoặc là hai cặp dòng Winter White, dòng Hunter nhỏ thì nó rất khá là rộng luôn á. Đó, bề dài, bề rộng của nó thì khoảng 20cm nha, 20-21cm. Nó có cầu tuột, chén ăn các kiểu luôn. Bên trong thì mình có ráp sẵn một cái cho các bạn xem nè. Đấy, nó có queo, chén ăn đồ khá là rộng luôn. Đấy, kiểu dáng thì rất là đẹp luôn, lồng đồ rất là chắc chắn luôn nha. Và cái nói chung thì những cái mẫu lồng này cửa đều là cửa khóa hết nha các bạn. Đấy, cho nên các bạn không sợ con chuột nó đào tẩu ra ngoài. Trên này thì có một chiếc lồng ngũ sắc nhưng mà loại lớn. Đó, chỉ còn một chiếc thôi. Bên kia là loại nhỏ nha. Ok. Rồi, và xong cái tầng đầu tiên là tầng lồng nha các bạn. Và tiếp theo là cái tầng thứ hai. Tầng thứ hai thì nói chung là tất cả cái món đồ chơi cho mấy con chuột nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ giới thiệu từng món nha. Và cái món nào mình báo giá được thì mình báo, còn không thì mình sẽ các bạn inbox vào fanpage mình báo giá nha. Đây, chén ăn gỗ nè, chén ăn sứ nè và chén ăn nhựa luôn. Đó, chén ăn sứ thì ở đây có màu vàng, ở đằng kia mình còn để rất là nhiều luôn. Đó, ở đây mình để vài chiếc để mà ở nhà bán nè. Ở đây thì có cái nhà tổ ong hay gì nè. Đấy. Còn đây là nhà gấu sứ, nhà gấu ếch, đấy, nhà heo. Đấy, đây là những mẫu nhà sứ nha. Những mẫu này thì 50.000 một chiếc. Đó. Rồi, bên trong này thì có trái banh nè. Đây là loại banh dừa thôi, dành cho những con chuột nhỏ nha, dòng chuột nhỏ thôi. Còn bia thì nó chạy không có dừa đâu. Bia các bạn phải mua banh có chân á. Đó. Rồi. Đây là những loại chén đồ chơi sứ rồi thôi. Rồi, qua bên này đó chính là đồ chơi bằng mica. Đây là nhà quả tiễn bằng mica. Đằng kia có còn một chiếc nhà gấu bằng mica luôn. Đó. Bên này thì có nhà lạnh nè, nhà lạnh bằng nhựa nè. Đã mùa này thì nói chung thì có ngày nóng nóng thì các bạn có thể sử dụng chiếc nhà lạnh này để giải nhiệt cho mấy con chuột của các bạn nha. Đây thì còn một chiếc nhà mèo rất là to, các bạn có thể sử dụng làm chiên ăn cho mấy bà bia cũng được. Đó. Rồi. Đây là nhà tắm nha, các mẫu nhà tắm hiện tại mình đang có. Nhà tắm có cửa nè. Đó. Đây mình lấy một cái này review sơ sơ cho các bạn xem nè. Đây nó có một chiếc cửa nha. Đó, khi con chuột chui vào thì cái cửa nó sẽ bật lên, và khi con chuột nó vào trong á thì cái cửa nó sẽ đóng lại. Đó. Và nó sẽ hạn chế bị cái con chuột mà nó đào cát á nó văng ra ngoài, nó sẽ hạn chế cát nó văng ra ngoài nha. Đấy. Còn bên này ở trong này nó cũng có một mẫu tương tự nhưng mà cái kiểu nó khác một tí các bạn. Đây, cái máy nó cong cong như thế này. Đấy.
thì nó cũng bằng giá nhau thôi, nhưng mà còn mình còn có một kiểu nữa thôi. Đó, đây là cái nhà trứng nè, đấy nhà trứng xay nè, còn một chiếc. Các bạn nào mà thích cái mẫu này có thể ghé ủng hộ mình nha. Đấy rồi, và đây là nhà tắm, nhưng mà nhà tắm loại thường thôi, xay lớn. Bên đây xay nhỏ nè, đấy xay nhỏ 26.000, còn xay lớn là 38.000 một cái nha các bạn. Đấy 38.000 một cái loại lớn nha. Loại lớn này theo mình thấy là con bia mà loại vừa vừa thì nó có thể tắm được, còn lớn quá thì nó không chui vừa đâu. Đấy nhà tắm còn bao nhiêu đây. Bên này là đế bình nước nha các bạn. Đế bình nước này thì các bạn có thể sử dụng cho bình 125ml trở xuống. Đó. Rồi. Đây mình lấy một cái bình chân không nha, tại vì bình bi hiện tại mình hết hàng các bạn. Đấy, vài ngày nữa mới về bình bi nữa. Đây là cái bình chân không, mình lấy một cái để mà test thử cho các bạn xem. Đấy. Thì cái đế này các bạn có thể sử dụng cho những bạn nào mà xài chuồng kính hoặc chuồng mica đâu á. Đấy, các bạn có thể để như thế này cho mấy con chuột nó uống rất là ok luôn. Đó, cái đế nó khá là to và con chuột thì nó cũng khó lật hơn. Đấy. Rồi bên này là những mẫu đồ chơi gỗ, nhà gỗ mini 28.000 một cái. Nhà lắp ráp rồi nhà mèo, nhà heo, nhà chuột gì tùm lum hết nè. Đấy bên này là có cả nhà 2 tầng, xích đu cũng hết hàng luôn rồi. Vài hôm mình về thêm nữa. Rồi, vài hôm về thêm nữa có gì mới mình sẽ review cho các bạn xem. Đó. Đây là cái mẫu nhà lắp ráp nè. Các bạn nào thích những cái mẫu lắp ráp này thì các bạn có thể ghé ủng hộ mình. Lắp ráp thì nó khá là bền á, bền hơn cái mẫu nhà gỗ thường. Rồi, đây là tầng 2 là cái tầng đồ chơi cho mấy con chuột. Rồi bây giờ mình sẽ review cái góc này, mình để những cái mẫu queo các bạn. Đây là mẫu queo gắn lồng, mình có hai loại, loại tốt và loại thường. Đó, loại tốt và loại này nha. Đó, loại thường thì nói chung là nó bền hơn thôi. Còn phía dưới này là cái loại queo, nói chung là một cái loại queo quốc dân nha các bạn. Đấy, queo nhựa 25.000 chiếc. Còn cái loại lớn thì dành cho mấy mẹ bia. Đó, mấy mẹ bia thì chạy queo lớn tí nha, chạy queo nhỏ mấy mẹ không có chạy đâu. Đó. Rồi bên trong này mình còn một cái mẫu lồng đại nha. Lồng đại thì các bạn có thể nuôi 3-4 con bia gì đó, hoặc là các bạn có thể mua về và đổ thêm đồ chơi vào. Trên này là các mẫu queo nè. Queo này thì cái loại gắn lồng này thì mình gói sẵn như thế nè, để dành cho những bạn nào mà ở xa thì mình sẽ gửi những chiếc queo như thế này. Đấy, gói kỹ càng như thế để mà trong quá trình vận chuyển thì nó sẽ hạn chế việc chảy xước hơn. Đó. Thì nói chung gửi xa thì mình rất là kỹ, gói hàng rất là kỹ. Mình chịu lỗ một tí, mình chịu lời ít một tí để gói hàng cho bạn nó kỹ hơn. Ở đây là cái loại queo banh nha các bạn, banh chạy có chân luôn. Dưới này thì những mẫu queo cũng là queo loại 25.000 bằng nhựa, nhưng mà mình gói gọn như thế này để gửi cho những bạn ở xa thôi. Đó, loại lớn, loại nhỏ cũng như thế, mình ráp sẵn vài chiếc để nhà mình bán thôi. Rồi bên này là mèo ô nha. Mèo ô thì mình lấy về vài bịch để bán thêm thôi. Tại vì thì lâu lâu cũng có một vài bạn hỏi mình có mèo ô đồ không đó, hoặc là mua thêm cho mấy con chuột nó ăn cũng được. Đó. Còn bên này là cái kệ bình nước của mình, nhưng mà bây giờ nó cũng khá là vắng rồi. Tại vì không có bình nước bi các bạn. Bình nước bi hiện tại hết hàng rồi. Còn bình nước chân không thôi. Bình nước chân không thì 18.000 bình. Đấy. Bình nước chân không thì nó nhỏ hơn bình nước bi. Bình nước bi thì vài hôm nữa về. Đấy, bình nước bi thì mình về thêm một vài loại, hay 10 mấy ml rồi 100 mấy ml nữa. Ở đây là chén ăn nè, chén ăn màu hồng nè, chén ăn sứ đồ các kiểu, các thứ các kiểu. À và đây là khử mùi nha các bạn. Đấy, mấy chai khử mùi này thì nói chung là trong thời gian này mình bán khá là chạy. Sau cái video mà mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng mấy cái chai khử mùi này á, thì nói chung thì mình bán khá là chạy. Đấy, chắc có vẻ là các bạn thấy gọi là thích xài cái những cái loại khử mùi này hơn. Đó, nó sẽ giúp cho các bạn cái chuồng hamster các bạn nó bớt hôi thôi. Và đây là xích đu mà dạng gắn lồng nha, chứ không phải là xích đu gỗ có chân, dạng gắn vào những cái lồng sắt á. Những cái lồng sắt thì các bạn xài được, còn lồng mica đồ xài không được đâu. Rồi và phía dưới này là vừa là bọc bên vừa là ống chui luôn nha. Đấy, hai trong một luôn. Đó, mấy con chuột nó cũng có khá là thích mấy cái mẫu đồ chơi như thế này á. À, bên này là chổi vệ sinh thì dành cho những bạn nào mà xài hồ kính đâu á. Đó, hồ kính đồ nó nặng đó, các bạn không có di chuyển được đó, thì dùng những combo chổi như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ review cái tầng cuối cùng. Tầng cuối cùng là mình để thức ăn với lại mùng cưa và những món đồ nặng đâu đó, thì mình để ở tầng cuối cùng. Thức ăn thì các bạn đã quen thuộc với những bịch thức ăn này của mình rồi. Đó, 28.000 một bịch nửa ký như thế này. Các bạn cho nó ăn thì mình sẽ đảm bảo cho mấy con chuột của bạn là nó sẽ đầy đủ loại chất dinh dưỡng nha. Còn các bạn mà muốn chuột của bạn mập nữa thì các bạn phải mua thêm thức ăn dặm cho nó ăn. Đấy, thức ăn dặm thì rất là nhiều loại, một tí nữa mình sẽ review sao cho các bạn. Đây là thức ăn ngũ cốc, hoặc là các bạn gọi thức ăn trộn cũng là nó luôn á. Rồi, bên này mình có về các Jolly nha các bạn. Mình chưa có quảng cáo cho các bạn. Đó, các Jolly nè. Cái Jolly thì nói chung là nó cái mình chưa có xài, nhưng mà mình nghe các bạn đồn á là cái cát nó sẽ mịn hơn và mùi thơm nó sẽ dai hơn. Không biết như thế nào, để vài hôm nữa mình test thử một bịch cho mấy con chuột của mình.
đó. Các Jolly thì giá nó sẽ cao hơn cát thường đó. Các bạn nào mà mua thì có thể inbox vào fanpage, mình sẽ báo giá cho các bạn luôn đó. Đây có vị táo rồi cam dâu quýt bưởi tùm lum hết trơn á. Rồi đây là mùng cưa nén cũng gần hết rồi, còn vài cây thôi. Đây là nhà trứng khủng long đấy. Rồi cát bút đi nha, đây là cát bút đi. Cát bút đi thì hình như là 29.000 một ký nha các bạn. Đây cát Ấn Độ, cái Ấn Độ thì 25.000 một ký đó. Cái nào mình báo giá được thì mình sẽ báo giá, còn không thì các bạn inbox vào fanpage giùm mình nha. Rồi gỗ nén có luôn nha, gỗ nén thì xài chơi bia hoặc là các bạn đang mua nuôi bọ thì có thể inbox mình đó. Phía dưới này chính là cát san. Đây cát san có rất là nhiều màu luôn, màu xanh, tím, đỏ, vàng, đồ các thứ các kiểu luôn đó. Nói vui vui thôi chứ nó có vài màu thôi các bạn. Đấy, xanh lá, màu xanh biển, là màu trắng thôi. Rồi còn bên trong này chính là mùng cưa thơm nha. Đây mùng cưa thơm thì nó sẽ là hỗ trợ cho các bạn trong việc mấy con chuột của bạn đi vệ sinh hay hôi á, thì các bạn có thể sử dụng mùng cưa thơm này thử. Đấy ok, đây là cái tầng cuối cùng rồi đó. Tổng cộng là 4 tầng là hết cái kệ của mình rồi đó. Rồi qua bên đây là mình sẽ để thức ăn dặm nha các bạn. Đây mình lấy bớt ba cái này ra đi, nó lộn xộn quá. Mình sẽ review thức ăn dặm cho các bạn xem nó còn loại nào nha. Đây rồi, đầu tiên nó chính là cá sợi. Đây cá sợi nha. Đây những bịch như thế này là cá sợi đó. Và những cái loại thức ăn này mình đều là 10.000 một bịch hết nha các bạn. Đấy rồi cua sợi nè đó. Hoặc là các bạn nào gọi là mực á thì cũng được hết. Nói chung các bạn thích gọi nào gọi. Đấy hôm nay là cơm bắp đó, cơm bắp màu vàng. Rồi bên trong này là có bánh gấu nè. Đấy bánh hình con gấu đều 10.000 một bịch hết nha các bạn. Các bạn nào muốn cho bánh chuột bạn thêm chất dinh dưỡng á thì các bạn có thể inbox cho mình. Rồi bông thì có bông hồng nè đó, bông hồng, bông cúc. Đây là bông hồng mà người ta sấy sẵn luôn. Đây và dưới này là chính là yến mạch, rau củ mài răng. Ở đây là hướng dương. Đây là hướng dương mà là bịch nhỏ nha các bạn. Đây bịch nhỏ thì 5.000. Ở đây là bịch lớn nè, bịch lớn thì bịch này là 10.000. Và đây chính là táo, đây là táo sấy nha. Táo sấy và người ta cắt ra từng miếng như thế này cho mấy con chuột của bạn nó dễ ăn luôn. Đây chính là cà rốt sấy, đây người ta cũng cắt lát luôn. Rồi đây là bông gì mình cũng không biết là cái tên luôn các bạn. Đấy nói chung là bông người ta sấy sẵn nha các bạn. Ở trong này có bông sen nè, bông sen nhỏ nè, đây, dạng như là cái búp sen nhỏ nhỏ thôi. Rồi và đây là sâu nha các bạn. Sâu thì hiện tại mình còn sâu lớn nè. Đấy cũng 10.000 một bịch luôn, 20g. Thì vài hôm nữa nó sẽ về sâu nhỏ nha. Đó, mình thấy có nhiều bạn nó khá là sợ những con sâu lớn này á. Thì vài hôm nữa mình sẽ về sâu nhỏ. Đây là phô mai, hai loại phô mai. Kẹo nè, đấy, kẹo trái cây, đủ thứ màu luôn. Rồi cái hũ này là kỷ tử nha các bạn. Với lại là kẹo sữa dê. Đấy, đây bịch kỷ tử nè. Đó, một bịch 10.000 luôn nha các bạn. Rồi còn cái bịch này là kẹo sữa dê nha. Kẹo này thì nó cực kỳ thơm mùi sữa luôn. Đó các bạn có thể cho mấy con chuột của bạn thử. Mình đảm bảo các bạn là mấy con chuột của bạn rất là thích luôn. Rồi còn cái hũ nhỏ nhỏ này đó chính là cấm trứng nha các bạn. Nhưng mà cấm trứng thì mình cũng đã bán hết rồi, vài hôm nữa sẽ về. Rồi đây là cái chỗ mà mình để thức ăn dặm đồ. Đó rồi đây là chỗ mình để thức ăn dặm cũng như là queo một số đồ chơi nhỏ nhỏ. Đó trên này thì có đồ chơi, nhà tắm, thức ăn lòng các thứ kiểu luôn, nói chung là đầy đủ hết. Và các bạn nào mà cần mua thức ăn làm vật dụng gì cho mấy con chuột á thì có thể ghé ủng hộ mình nha. Để mình có thêm chi phí làm video cho các bạn xem. Đó. Ok, bên này là những cái đơn hàng, một tí mình sẽ gửi ra các đơn vị vận chuyển và các đơn vị đó người ta sẽ gửi đến tận nhà của bạn luôn. Và nếu như các bạn nào thanh toán rồi á thì khỏi gọi là thanh toán. Còn bạn nào chưa thanh toán thì khi nhận hàng các bạn thanh toán cho nhân viên giùm mình luôn nha. Để rất là tiện lợi cho các bạn luôn. Rồi các bạn nào cần mua hàng thì có thể chụp lại màn hình nha, chụp màn hình những cái sản phẩm mà các bạn cần mua á. Các bạn nào mà không biết chụp màn hình như thế nào thì inbox mình chỉ luôn. Rồi, các bạn nào mua gì thì chụp màn hình lại và mình sẽ báo giá nha. Cái nào mình chưa báo giá thì bạn inbox vào fanpage đi, mình sẽ báo giá. Và cái đường link fanpage mình sẽ để ở dưới phần mô tả luôn. Các bạn chỉ cần nhấp vào cái đường link là nó dẫn bạn đến trang fanpage chính thức của mình luôn. Và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha các bạn. Rồi và nếu như các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe để ủng hộ mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.